Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13 tháng 4, Việt Nam có thêm 7 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Thông tin cụ thể về các ca mắc mới như sau: Ca bệnh số 2708 là bệnh nhân nam, 61 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Đức, ngày 29 tháng 3, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 4, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bến Tre. Ca bệnh số 2709 là bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày 11 tháng 4, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 4, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ca bệnh số 2710 là bệnh nhân nữ 29 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngày 7 tháng 4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Ca bệnh số 2711 là bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngày 7 tháng 4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VG3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Ca bệnh số 2712 là bệnh nhân nam, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN3621 5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Ca bệnh số 2713 là bệnh nhân nữ, 20 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 11 tháng 4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Ca bệnh số 2714 là bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 5 tháng 4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 4, các bệnh nhân số 2710 tới 2714 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại bệnh viện phổi Đà Nẵng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 36.234 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 519 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 120.409 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 15.306 người. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chức bệnh Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân đã khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.445 người trên 2.714 người mắc COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, số bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 16 ca, số bệnh nhân âm tính lần 2 là 18 ca. Số bệnh nhân âm tính lần 3 là 18 ca.